Xin chào anh Việt. Chào quý khán giả của Cafe Beats. Quãng đường của anh từ nhà tới đây thế nào? Cũng hơi tắc nhẹ nhưng không sao, rất là vui được gặp mọi người. Chắc chúng ta cùng vào đây nghỉ ngơi một chút. Ok. Mình sẽ ngồi đâu nhỉ? Ok. Em ngồi ghế này nhá. Ok. Công việc của anh dạo này tốt không? Em được biết anh là một nhiếp ảnh gia. Thì thực ra là hôm nay cũng có rất nhiều câu hỏi gửi đến để nhờ em hỏi tới anh. Thì thế nào đối với anh là một tấm ảnh đẹp? Ảnh đẹp thì nó đơn giản lắm. Một bức ảnh đúng với kỹ thuật, đúng với ánh sáng, đúng với bố cục, đúng với những cái yếu tố thị giác thì nó là một bức ảnh đẹp. Một tấm ảnh đẹp và một tấm ảnh hay thì khác nhau như thế nào? Ảnh đẹp thì đơn thuần là những cái nó đáp ứng được đủ những cái tiêu chí như vừa rồi. Còn một bức ảnh hay thì nó phải truyền tải những câu chuyện, những cái thông điệp đằng sau của bức ảnh đấy, nó phải thú vị thì đấy là bức ảnh hay. Bức ảnh hay thì có thể là bức ảnh hay thì trước tiên phải đẹp đã. Một yếu tố nào thì để định giá được giá trị của một bức ảnh? Giá trị của một bức ảnh thì nhiều lắm, có nhiều yếu tố lắm. Một trong những điều kiện, những cái yếu tố mà để mà định nên cái giá trị của bức ảnh đấy thì là những cái giá trị đằng sau của bức ảnh nó truyền tải cho người mà sở hữu nó. Ví dụ như là một bức ảnh có thể bán được nhiều tiền cũng là một bức ảnh giá trị, hoặc một bức ảnh tạo được một tiếng vang lớn, hoặc một bức ảnh tạo được nên những cái cảm xúc, hoặc nên những cái tạo nên những cái cảm hứng cho mọi người, đấy cũng là một bức ảnh giá trị. Thì có những bức ảnh, nhưng mà bức ảnh giá trị nhất là bức ảnh có thể sống với thời gian, sống với lịch sử. Thì đấy là những bức ảnh mà mình nghĩ là bức ảnh giá trị. Làm thế nào để ghi được cảm xúc và câu chuyện trong một khuôn hình nhỉ? Thực ra thì cái đấy là do yếu tố thị giác, ban đầu là yếu tố thị giác. Nhiếp ảnh là nghệ thuật thị giác thì trước tiên là mình phải chụp những bức ảnh làm sao để người xem, người ta lướt qua, người ta đã có cái ấn tượng, đã có cái cảm xúc, đã có cái chú ý về bức ảnh đấy. Từ đấy thì những cái yếu tố thị giác đấy nó thôi thúc người ta tìm hiểu những cái câu chuyện đằng sau của bức ảnh. Đấy là một bức ảnh đạt. Anh nghĩ gì về khái niệm visual storyteller, người kể chuyện bằng hình ảnh? Bản thân mình đang mong muốn là một người kể chuyện bằng nhiếp ảnh đấy. Tức là những cái bức ảnh nó sẽ truyền tải đằng sau những cái câu chuyện. Những cái quá trình theo đuổi của mình trong hơn 13 năm qua thì đều mong muốn là để hướng đến và chia sẻ cho cái câu chuyện, mang có những cái câu chuyện thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, chia sẻ những cái câu chuyện của Việt Nam về văn hóa, về truyền thống, về đất nước, về thắng cảnh, về con người đến bạn bè khắp nơi trên thế giới. Chụp ảnh là một khoảnh khắc, nghĩa là mỗi tấm ảnh là mang một sự duy nhất, không lặp lại. Thì có khi nào khoảnh khắc ấy qua đi và anh không chụp lại được thì cảm giác lúc ấy như thế nào? Tiếc chứ, bởi vì là sau mỗi lần một cú bấm máy thì khoảnh khắc đấy là quá khứ rồi. Thì nếu mà để lỡ cái khoảnh khắc đấy là điều mà một nhiếp ảnh gia sẽ rất là ân hận. Thường thì mọi người sẽ, những nhiếp ảnh gia mà có thâm niên rồi, lão luyện rồi thì người ta sẽ có những cái việc, có những cái sự chuẩn bị để làm sao để đón được cái khoảnh khắc đấy, để đoán được, để đón được và để chụp lại được, ghi lại được những khoảnh khắc mà đắt giá nhất trong một khung hình. Thì nếu mà lỡ mà để trôi tuột qua thì chỉ có tiếc thôi. Và nhiều khi là nó sẽ không, sau này thì có những cái thứ nó mất đi cảm xúc và nó sẽ không làm lại được, không kêu gọi lại được, không tái hiện lại được cái khoảnh khắc đấy nữa. Thì đấy là một cái sự tiếc nuối mà mình nghĩ là rất là nhiều nhiếp ảnh gia vẫn thường gặp. Nhiếp ảnh gia của Việt Nam thì rất là nhạt nhòa và không chuyên sâu vào một mảng nhất định. Thì theo anh điều này có đúng không? Điều đấy khá đúng. Bởi vì là ở nước ngoài ấy, mình là một cái nhiếp ảnh gia mà được hợp tác với National Geographic ấy, thì ở National Geographic thì mỗi nhiếp ảnh gia thì họ đều có những cái sở trường riêng. Ví dụ như có những người chuyên cống hiến cả cuộc đời mình đi chụp về chiến tranh chẳng hạn. Có những người chuyên chụp về những cái mảng nhỏ hơn, ví dụ như về những câu chuyện đồ chơi, hoặc là những câu chuyện về chụp về những con rắn chẳng hạn, hoặc là chụp về động vật hoang dã,
rồi chụp về thiên nhiên, chụp về nói chung là những nhiếp ảnh gia của National Geographic và nói riêng và thế giới nói chung thì họ chuyên biệt về một mảng hơn. Ở Việt Nam thì rất là ít người như thế, chỉ có một vài người thôi, ví dụ như là anh Thái Phiên thì chuyên chụp núi chẳng hạn, hoặc là cá nhân mình chẳng hạn là một người chuyên về ảnh storytelling chẳng hạn, hoặc có những một vài bạn khác thành công ở ảnh đời thường hoặc là ảnh street, ảnh ảnh đường phố. Thì ở Việt Nam thì đa số người thực hành nhiếp ảnh họ không được định hướng về cái việc là sẽ theo đuổi cái mảng nào, sẽ theo đuổi của một phong cách hoặc là một cái thể loại nhiếp ảnh nào mà họ cái gì họ cũng chụp, bởi vì là cái gì họ cũng thích, cái gì họ muốn trải nghiệm. Cũng như Việt 7 năm trước thôi, là lúc đấy thì mình cái gì cũng muốn thôi thúc mình chụp, nhưng mà đến lúc mà tìm ra được con đường riêng thì mình mới gắn bó được lại với cái thể loại là storytelling đấy. Khách đến chơi nhà cũng lâu em quên không mời anh kia uống nước, anh chờ em một chút nhé. Ok. Cảm ơn. Em mời anh ạ. Cảm ơn. Rồi, chúng ta tiếp tục câu chuyện anh nhé. Ok. Lựa chọn đề tài theo xu hướng thì có khi nào giết chết cảm xúc của người cầm máy hay không ạ? Lựa chọn đề tài theo xu hướng thì ở cái thời đại mạng xã hội này ấy, thì rất là nhiều người chụp ảnh theo cái trend, theo cái xu hướng, như là những cái họ chiêu lòng những cái độc giả hoặc là chiêu lòng những cái khán giả của họ, thay vì là chú tâm vào những cái thứ làm cho họ có cảm xúc. Thật ra thì trendy, những cái bắt trend như thế thì nó sẽ không tồn tại được lâu, bởi vì người ta sẽ nhanh chóng chán nếu mà không đáp ứng được cái trend đấy. Thì cái đấy thực sự nó sẽ là một phần nó làm thu chột được cái bản năng nhiếp ảnh của những người mà đam mê. Thì mình nghĩ là đừng nên chụp ảnh để theo trend, đừng chụp ảnh câu like hoặc đừng chụp ảnh theo những cái thị hiếu để chiêu chuộng người xem, mà nên chụp ảnh trước tiên là cho bản thân mình đã, sau đấy thì mới là để truyền tải những cái câu chuyện, những cái thông điệp mang giá trị với độc giả, thay vì là chiêu chuộng những cảm xúc và những cái thị hiếu của người đọc, người xem. Trong nhiếp ảnh ấy, thì giữa cảm xúc và kỹ thuật thì yếu tố nào đóng vai trò quan trọng hơn ạ? Cái đấy thì nó lại chuyên về, nó lại tùy thuộc vào cái thể loại nhiếp ảnh mà người ta theo đuổi nữa. Có những cái thể loại nhiếp ảnh thì yếu tố kỹ thuật quan trọng hơn là yếu tố cảm xúc. Ví dụ như là ảnh phong cảnh chẳng hạn, thì để đạt được một bức ảnh phong cảnh thì mà có cảm xúc ấy, thì trước tiên là cái phần kỹ thuật nó phải nằm đến 80-90%. Ví dụ ảnh đời thường chẳng hạn thì kỹ thuật đôi khi nó không, hoặc là ảnh đường phố ấy, kỹ thuật đôi khi không phải là vấn đề, mà đằng sau đấy là cái góc nhìn, là cái cảm xúc. Có những bức những thể loại ảnh thì nó đòi hỏi nhiều hơn, thế nên là không có một cái ranh giới, không có một cái chỉ số nhất định nào là quy định là bao nhiêu phần trăm là cảm xúc, bao nhiêu phần trăm là kỹ thuật. Nó làm tùy cái đối tượng, tùy cái thể loại nhiếp ảnh mà người ta thực hành và theo đuổi. Thì như ảnh storytelling thì yếu tố kỹ thuật và cảm xúc ấy, nó kỹ thuật chiếm đến khoảng 30% thôi, còn lại tất cả là yếu tố cảm xúc. Là một người mà đã đạt được rất nhiều những giải thưởng quốc tế thì bí quyết gì để những bức ảnh của một nhiếp ảnh gia Việt Nam trẻ tuổi lọt vào mắt xanh của các ấn phẩm báo chí quốc tế anh? Ở đây có hai phần, thì một là mọi người hay gọi mình là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ấy, nhưng mà mình không nghĩ là mình là một người trẻ tuổi đâu, có thể là do ngoại hình của mình cũng không già lắm. Hai nữa là để lọt vào những mắt xanh của giám khảo ở những cái cuộc thi đấy thì cũng đơn giản thôi, đấy là chụp những bức ảnh nó mang nặng cái tính đạt được những cái yếu tố về, trước tiên là về thị giác, sau đấy là về truyền tải về câu chuyện. Thì ở Việt Nam mình thì rất là dễ để chụp được những bức ảnh mà có yếu tố về thị giác, bởi vì là đất nước mình là đất nước 4.000 năm lịch sử, rất là nhiều chất liệu để các bạn có thể chụp được. Thì ở Việt Nam mình thì tất cả mọi thể loại nhiếp ảnh đều có thể thực hành được rất là tốt, về ảnh báo chí, về ảnh phong cảnh, về ảnh đời thường, về ảnh đường phố, về ảnh thậm chí tất cả những thể loại khác, về nghệ thuật, về chân dung, về tất cả mọi thể loại đều có thể mình có thể chụp được. Nhưng mà
để mà lọt vào mắt xanh và để có cái thứ hạng cao trong các cuộc thi quốc tế ấy, thì mình phải có những cái sự khác biệt ở trong những bức ảnh của mình. Từ đấy, để một bức ảnh mà để đạt giải cao ấy, thì trước tiên nó phải lạ, sau đấy thì nó phải truyền tải những câu chuyện thú vị đằng sau. Bởi vì là ở nước ngoài thì họ rất là chú trọng đến những cái yếu tố, đến những cái nội dung đằng sau bức ảnh, những cái câu chuyện bức ảnh nó truyền tải, thay vì nó chỉ đẹp một cách đơn thuần, gọi là đẹp một cách đẹp đẹp thôi, chứ không bằng một bức ảnh vừa đẹp vừa hay được. Thì đấy là kim chỉ nam để mà những người theo đuổi chụp ảnh để đi thi. Ở Việt Nam thì rất là nhiều người chụp ảnh chỉ mục đích đi thi. Mình thì không phải là một người chụp ảnh về mục đích đi thi, mặc dù là mình cũng có một vài cái giải thưởng gọi là thôi. Nhưng mà đấy, những cái yếu tố để lựa chọn, ví dụ như ngay cả mình từng làm giám khảo rất nhiều cuộc thi chẳng hạn, thì việc lựa chọn những bức ảnh trước tiên nó phải là ở trong một loạt những bức ảnh đấy, thì trước tiên phải yếu tố đầu tiên là yếu tố thị giác. Bức ảnh đầu tiên nó phải thu hút cái ánh nhìn của giám khảo. Sau đấy thì vào những cái vòng trong chung kết thì họ mới lựa chọn kỹ và đọc lại những cái câu chuyện truyền tải đằng sau bức ảnh. Thì đấy, thì lời khuyên của mình, nếu mà bạn nào mà muốn theo đuổi về đạt những cái giải thưởng cao ở nhiếp ảnh ấy, thì nên tuân thủ nên thực hành kỹ hơn ở những cái yếu tố thị giác và những câu chuyện truyền tải sau bức ảnh. Anh Việt ơi, không gian của cà phê Beat hôm nay thì rất là những nhiều các bức ảnh treo trên tường, thì chúng ta có thể vừa đi lại vừa ngắm nhìn nhiếp ảnh và trò chuyện thêm được không ạ? Rất là hay. Ví dụ như là ở đây có bức ảnh khá giống Ta Sùa Sơn La, rất là giống. Anh thấy bức ảnh này thế nào? Rất nhiều. Đây một bức ảnh thác Bản Dốc nhìn từ trên cao bằng flycam. Mình cũng vừa đi Cao Bằng về vừa chụp ảnh, nhưng mà cái lúc mà chụp bức ảnh này thì ở đây thì nước nó hơi yếu hơn lúc mình đi chụp. Mà bức ảnh này cũng rất là đẹp, mặc dù là cái màu sắc nó lên nó hơi quá. Khán giả của Cafe Beat sẽ rất là mong được xem những bức ảnh của anh về thác Bản Dốc này ạ. Rất vui lòng được chia sẻ những bức ảnh của mình. À, mà gần đây thì em có để ý là những người chụp thì có rất nhiều và họ cũng có thể sở hữu những cái loại máy tốt ấy, đi được nhiều địa điểm. Nhưng mà điều gì thì sẽ phân biệt giữa các du khách yêu thích chụp ảnh với một nhiếp ảnh gia thực thụ ạ? Một nhiếp ảnh gia thực thụ thì sẽ đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức cho một cái bức ảnh. Ví dụ như là cũng thác Bản Dốc chẳng hạn, đợt vừa rồi Việt đi đến 5 ngày chỉ để quanh quẩn 3 điểm chụp thôi. Ở Cao Bằng đấy là Phong Nậm, đấy là Bản Dốc, và đấy là Ngọc Côn, chỉ có 3 điểm và mình chụp đi chụp lại để làm sao cố gắng nhiếp ảnh tốt nhất. Nhưng mà thời tiết nó chưa ủng hộ lắm. Còn du khách thì họ đến đấy lúc nào thì họ chụp được những bức ảnh như thế nào thì họ hài lòng với bức ảnh như thế, chứ không có sự đầu tư về thời gian, về công sức so với những người nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ngoài ra đấy là thiết bị, còn ngoài ra đấy là cái đam mê, rất là nhiều thứ đằng sau nữa. Thế nên là điều phân biệt được nhiều nhất, điều phân biệt lớn nhất ở nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những người chụp ảnh du lịch bình thường đấy là sự đầu tư về thời gian, đầu tư về cả thiết bị, về cả công sức nữa. Theo anh thì việc ai cũng có thể sở hữu máy, ai cũng có thể đi du lịch và ai cũng có thể bấm máy để săn ảnh, thì điều này có bất cập gì không? Không có bất cập gì cả. Việc mà điều đó thì nó làm phân biệt nên là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với một nhiếp ảnh gia nghiệp dư nó như thế nào. Một người có thể là cầm máy chụp rất là nhiều, nhưng mà để có một bức ảnh đẹp thì rất là khó. Nhưng mà có những người chụp rất ít nhưng mà là ảnh thì rất là đẹp. Thì với cái thời buổi phổ cập về điện thoại, chụp ảnh bằng điện thoại, ngày nay thì điện thoại đã phục vụ, đã hỗ trợ rất là tốt người chụp ảnh. Chỉ cần chụp lên rồi bằng những cái trí tuệ nhân tạo cũng có thể cho ra những bức ảnh rất là đẹp. Nhưng mà để mà bức ảnh mà có cái giá trị và bức ảnh nó có những cái sức hút riêng ấy, thì mọi người đều phải đầu tư vào những bộ ảnh máy ảnh chuyên nghiệp. Còn có một vài cái mảng nhiếp ảnh, cho ảnh đời thường chẳng hạn, hoặc là ảnh đường phố chẳng hạn, thì chỉ cần là điện thoại cũng có thể là chụp đủ rồi.
có thể khai thác được rồi. Nhưng mà có những cái thể loại mà ảnh mà đòi hỏi những cái thiết bị đắt, ví dụ như là ảnh thiên văn chẳng hạn, thì nhiếp ảnh thì điện thoại chưa thể đáp ứng được. Thì với những người mà chuyên sâu với một mảng nào đấy, một mảng nhiếp ảnh nào đấy, thì họ thường là họ sẽ có những cái thiết bị tương thích với những cái tương thích với cái thể loại họ theo đuổi. Nhân tiện để nói về những chiếc máy ảnh xịn, thì theo anh thì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia tên tuổi thì có nhất thiết phải cần một chiếc máy ảnh xịn hay không? Không. Cái thiết bị nó chỉ cái máy ảnh chỉ là thiết bị thôi, còn 99% tạo nên cái thành công của bức ảnh vẫn là người đứng sau, người cầm cái điều khiển cái thiết bị chụp ảnh đấy. Có nhiều bức ảnh nổi tiếng thế giới nhưng mà chỉ chụp bằng điện thoại thôi, cũng không cần nhất thiết là bạn phải có những cái thiết bị nó đắt tiền, hoặc là có những cái bộ máy ảnh, bộ thiết bị nó chuyên nghiệp quá. Ai cũng có thể chụp ảnh và ai cũng có thể làm một nhiếp ảnh gia, ai cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc, bởi vì nhiếp ảnh vẫn là yếu tố khoảnh khắc là trên hết. Thế nên là bất kỳ thiết bị ghi hình nào cũng có thể là tạo nên được những cái khoảnh khắc đáng giá. Có một câu nói rất là hay mà mình rất là tâm đắc, đấy là cái bức ảnh tốt nhất, cái thiết bị chụp ảnh tốt nhất là cái máy ảnh mà bạn có thể luôn mang theo bên người. Đấy là cái thiết bị, đấy là cái máy ảnh tốt nhất của mình. Cà phê Beat thì được biết anh là một nhiếp ảnh gia cũng là có tên tuổi, đồng thời cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi quốc tế rồi ạ. Thì những danh hiệu đấy đã mang tới cho anh được những gì ạ? Thật ra thì mình cũng rất là may mắn khi được đạt được một vài cái giải thưởng ở trong và trong ngoài nước, và cũng được tín nhiệm được mời làm giám khảo của vài cuộc thi về nhiếp ảnh. Thì thật ra thì những cái việc đấy nó tạo nên cho mình cảm xúc tốt hơn để mà mình cầm máy và để mình hoàn thiện và để mình theo đuổi lâu dài hơn và gắn bó hơn với nhiếp ảnh thôi. Thế còn về những cái mặt khác thì nó cũng chỉ đáp ứng được cái nhu cầu bình thường để mình có thể tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình thôi. Anh có thích những tấm ảnh về biển cả không? Biển là đề tài mà mình chụp rất là nhiều. Biển là một trong những đề tài mình phải chụp đến khoảng 60% những bức ảnh của mình là về biển, về những cái thứ thiên về hoạt động về đánh cá hoặc là hoạt động liên quan đến biển. Thì nó tạo cho mình không hiểu sao là vậy, những bức ảnh về biển nó tạo cho mình được những cảm xúc rất là lớn. Nhưng mà thường là những bức ảnh mình chụp ấy thì nó có yếu tố con người, mặc dù là trên biển nhưng mà thường nó sẽ có yếu tố con người. Thì biển là chủ đề mà thu hút anh nhất ạ? Cũng không hẳn. Con người là chủ đề thu hút mình nhất. Nếu có một ngày mà cảm xúc với nhiếp ảnh trong anh vơi cạn, hoặc anh không còn muốn chụp ảnh phong cảnh của Việt Nam nữa, thì lúc đấy anh sẽ đổi hướng như thế nào? Thật ra thì cái đấy là hơi bị khó, bởi vì là mình nghĩ là mình đã cùng từng trải qua rất là nhiều lần bị chán, bị tụt mút, tụt cảm xúc để mà đi chụp ảnh. Nhưng mà cuối cùng thì những cái bức ảnh nó lại là những cái động lực, những bức ảnh là cái động lực để mình tìm lại được cái cảm xúc để lại lên đường và lại đi tiếp tục chụp ảnh. Thì mình nghĩ là nếu mà một người mà đã đam mê, một người đã gắn bó và một người đã coi nhiếp ảnh nó không phải đơn thuần chỉ là một cái sở thích nữa, mà nó là một cái đam mê và nó là cả một cái cuộc sống của mình, thì mình nghĩ là nó sẽ không có đến mức độ là mình sẽ không tụt mút đến mức độ mình bỏ nhiếp ảnh đâu, không có. Và Việt Nam mình thì như mình nói ấy, 4.000 năm lịch sử và rất là nhiều cái thể loại, rất là nhiều cái chất liệu để mà mình có thể theo đuổi, thì không bao giờ là thiếu đề tài, không bao giờ là thiếu cảm xúc, không bao giờ là thiếu những cái inspire mình để đi chụp. Thế nên là rất là khó để mà mình trải vào những cái cảm xúc như thế. Theo anh thì thế nào là một nhiếp ảnh gia tử tế? Câu hỏi này rất là thú vị. Nhiếp ảnh gia tử tế thì ở Việt Nam thì mình thấy ở Việt Nam nói riêng và ở nước ngoài nói chung thì nhiếp ảnh gia thường là họ theo đuổi những cái về không chỉ nhiếp ảnh gia, nhưng mà những người theo đuổi về nghệ thuật thì họ rất hay theo đuổi về kiểu về danh vọng hoặc là về vật chất. Mình thì lại mình không muốn để nó
không muốn những cái đam mê của mình chỉ để tạo nên cảm xúc về về vật chất hoặc là về danh vọng, mà mình muốn là những cái bức ảnh của mình nó có giá trị và nó đã để lại được một cái tiếng vang, hoặc để lại những cái thực sự giúp có ích, thực sự là có ích cho xã hội. Mình rất là mong muốn những bức ảnh của mình nó, mình có lẽ là người Việt Nam đầu tiên tiên phong thi ảnh và kiếm giải thưởng để về làm từ thiện. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ là một nhiếp ảnh gia tử tế họ thường làm. Ngoài ra nữa thì cái phương châm của mình là không bao giờ phê phán, và luôn tôn trọng mọi người, luôn tôn trọng những cái thể loại, luôn tôn trọng tác phẩm, luôn tôn trọng những nhiếp ảnh gia khác. Không bao giờ phán xét và không bao giờ chê bai, không bao giờ có một cái điều tiêu cực gì mà mình thể hiện với các tác phẩm hoặc là với những cái nhiếp ảnh gia khác. Mình mong muốn, mình là một con người rất là mong muốn là mình là một nhiếp ảnh gia mà tử tế và có những sự hài hòa trong cuộc sống cũng như là trong thực hành nhiếp ảnh. Thì mình nghĩ là mình đấy là một nhiếp ảnh gia tử tế. Đấy là một mong muốn về một nhiếp ảnh gia tử tế là như vậy. Khán giả của Cafe Beat ạ, thì có rất nhiều các bạn trẻ cũng đang mong muốn trở thành những nhiếp ảnh gia. Thì anh có lời khuyên nào cho những bạn trẻ đang đam mê nhiếp ảnh nhưng mà chưa tìm được hướng đi đúng đắn phù hợp hay không? Các bạn mà muốn mà theo đuổi lâu dài về nhiếp ảnh, trước tiên là phải có đam mê đã. Những thứ khác có thể trau dồi được, có thể học hỏi được. Ví dụ như là về kỹ thuật, bạn có thể là học hỏi, bạn có thể dần dần thay đổi, dần dần tích lũy được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Nhưng mà cái đam mê thì luôn phải có. Thì để mà một nhiếp ảnh gia mà thành công được thì trước tiên là bạn phải có cái đam mê. Bạn phải thực sự là muốn là mình gắn bó với nhiếp ảnh bởi vì đam mê, chứ không phải là vì những cái yếu tố khác. Không phải vì danh vọng, không phải vì tiền bạc, không phải vì những cái thứ khác, mà đấy là trước tiên phải đấy là phải đam mê đã. Có những câu nói rất là hay là nếu mà bạn làm việc bằng đam mê của mình thì đấy không phải là việc nữa, và bạn không thấy vất vả nữa. Mà mình sống được với đam mê của mình vui được với những cái việc mình làm thì mình sẽ tồn tại và sẽ phát triển được với nó. Thì việc mà để thực hành nhiếp ảnh, để gắn bó nhiếp ảnh lâu dài với một nhiếp ảnh gia mà ban đầu ấy, thì chỉ có là bạn có đam mê, bạn tích lũy những cái kiến thức và bạn luôn trau dồi về những cái giá trị về xã hội học, rồi những cái giá trị về những cái và để mà thành công thì bạn luôn phải có một cái sự khác biệt, phải tìm được con đường riêng, phải có những cái bức ảnh, cái phong cách ảnh nó khác biệt. Thì cái đấy nó chỉ đó là bằng thời gian nó tích lũy lại và bằng cái tôi của mình các bạn thể hiện thôi. Thì đấy là lời khuyên của mình với những nhiếp ảnh gia trẻ. Rất cảm ơn hôm nay anh Việt đã nhận lời và tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Chuyên Gia của Cafe Beat. Và anh đã có những chia sẻ rất nhiều về lĩnh vực nhiếp ảnh để mọi người hiểu biết hơn về nó. Và anh có muốn gửi lời chào cuối cùng tới các khán giả của Cafe Beat hay không? Cảm ơn Cafe Beat đã cho mình có cơ hội để chia sẻ những một vài cái quan điểm về nhiếp ảnh, về quan điểm về nghề và quan điểm về cách thực hành nhiếp ảnh với mọi người. Chúc khán giả Cafe Beat có thêm nhiều đam mê, và nếu mà bạn nào có sẵn sàng, bạn nào yêu thích về nhiếp ảnh cứ liên lạc với Việt sẽ hỗ trợ và sẽ hướng dẫn thêm với các bạn, chia sẻ thêm với các bạn để làm sao có những cái bước phát triển hơn nữa nếu mà mình muốn theo đuổi lâu dài hơn ở trong nhiếp ảnh. Xin cảm ơn và xin chào Cafe Beat, xin chào khán giả. Cảm ơn anh Việt rất nhiều ạ.